Quý cô chú anh chị thân mến, hôm nay thì em muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị một căn nhà mặt tiền nằm tại trung tâm thành phố Vũng Tàu, ngay mặt tiền Võ Thị Sáu, cách biển bãi sau Vũng Tàu chỉ hơn 500m. Một căn nhà phải nói là rất là đẹp và giá phải nói là siêu ngợp. Em đã từng làm short video để giới thiệu về căn nhà này nhưng do hiệu quả tương tác không được tốt và em cảm thấy thực sự đáng tiếc. Bởi vì em đã theo căn nhà này rất là lâu, từ khi mà giá của nó là hơn 50 tỷ cho tới bây giờ. Khách hàng của em đã từng trả 35 tỷ nhưng chủ nhà không bán. Nay do có việc gấp cần phải giải quyết cho nên khách để lại với giá rất là rẻ. Cho nên em muốn làm video này để tăng hiệu quả tương tác và có thể gửi được đến nhiều quý khách hàng hơn. Nếu như quý cô chú anh chị đang tìm mua như là biệt thự hay là mặt tiền tại thành phố Vũng Tàu thì thực sự căn nhà này là quá hợp lý. Sau đây em mời quý cô chú anh chị cùng xem về căn nhà mặt tiền này nhé. Căn nhà nằm ngay tại mặt tiền đường Võ Thị Sáu, đường chính trung tâm thành phố Vũng Tàu. Hai làn đường, bốn làn xe và vỉa hè rộng hơn 5m. Cô chú anh chị mà hay đi Vũng Tàu thì chắc cũng không lạ gì đường Võ Thị Sáu này nữa, là đường nối thẳng về đường 3 tháng 2 đi về Sài Gòn. Căn nhà có tổng chiều ngang là 8m, được đập thông 2 căn, mỗi căn có chiều ngang là 4m, có 2 sổ, một căn là 66m và một căn là 68m, tổng là 134m2. Căn nhà được chủ nhà làm rất là tâm huyết, từ nền cho tới gạch ốp tường đều là gạch bán sứ. Nội thất từng phòng cũng được deco rất là sang trọng, chủ nhà dùng toàn đồ tốt thôi. Mua căn nhà này thì gần như là mình không phải sửa chữa một cái gì hết, bởi vì tất cả đều là còn mới. Sàn nhà, tường, rồi nhà vệ sinh cũng được ốp gạch bán sứ cao lên đến trần. Thực sự nhà này dùng thì không biết đến bao giờ cho hư. Nhà có 5 phòng đơn và 4 phòng đôi. Cô chú anh chị mua để ở hay để cho thuê đều rất là tiện. Nhà đẹp, đường chính, trung tâm thành phố lại gần biển. Đầu năm ngoái khách em trả 35 tỷ nhưng mà anh chị chủ nhà không bán. Năm nay do có việc gấp cần phải giải quyết, anh chị quyết định bán với giá là 25 tỷ. Nếu như khách hàng thiện chí mua thì có thể gặp trực tiếp anh chị chủ nhà để xem sổ sách và thương lượng. Em hy vọng là sẽ có nhiều khách hàng xem được video này. Thực sự là nhà quá đẹp và giá quá tốt luôn ạ. Em xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Thực sự như trong video em đã giới thiệu, căn nhà này thì mình không phải sửa chữa một cái gì cả. Về là mình có thể sử dụng được luôn thôi, khai thác kinh doanh được luôn nữa. Em rất mong là tìm được khách hàng có duyên với căn nhà này. Nếu như quý cô chú anh chị quan tâm tới bất động sản tại thị trường Vũng Tàu như nhà phố, căn hộ, đất nền, biệt thự, quý cô chú anh chị vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Số điện thoại của em là 0783 368 333. Em có sử dụng Zalo, Viber, WhatsApp. Nếu như quý cô chú anh chị ở xa thì mình có thể liên hệ với em qua Zalo, Viber, WhatsApp đều được ạ. Một lần nữa em xin cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để mình xem thêm nhiều bất động sản khác nữa nhé. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.